Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái nội dung tiếp theo của cái chương số 7 về vấn đề toán cao cấp 2 liên quan về cái lý thuyết của mặt trận và định thức. Thế nội dung chính hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cái hạng của mặt trận. Thế thì về hạng mặt trận thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu cái định nghĩa của nó như thế nào. Ở đây người ta định nghĩa hạng của ma trận, trước hết chúng ta phải nắm được cái khái niệm về định thức con của một cái ma trận. Người ta định nghĩa định thức con của một ma trận như sau. Cho một cái ma trận A gồm có các cái thành phần ARY, trong đó cấp của nó là cấp M nhân N. Và một cái ma trận vuông cấp P, trong đó P thì nó sẽ lớn hơn 0 và nhỏ hơn cái số dòng và số cột của cái ma trận A. Và cái ma trận này nó có được từ A bằng cách bỏ đi M trừ B dòng và N trừ B cột, được gọi là một cái ma trận con cấp B của ma trận A. Và định thức của cái ma trận này nó được gọi là định thức con cấp B của ma trận A. Thế từ cái định nghĩa của định thức con đó thì người ta đã đưa ra định nghĩa hạng của ma trận như sau. Hạng của một ma trận là cấp cao nhất của định thức con khác không của A, ký hiệu là RA hoặc là RAN A. Như vậy các em hiểu nôm na là gì? Hạng của ma trận á, nó được tạo ra từ cái cấp của một cái ma trận vuông con cấp cao nhất mà nó có cái định thức khác không nha. Đấy. Nhận xét, nếu A là có cấp M nhân N thì hạng của nó luôn luôn lớn bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng M và N. Thì các em lưu ý rằng ở đây á, thì ta phải hiểu rằng là cái ma trận A này luôn luôn ở trạng thái là ma trận khác khác ma trận không. Vì nếu nó ma trận không thì người ta đã quy ước nó là có hạng bằng không rồi. Nếu A là một ma trận vuông có cấp N thì khi đó RAN A này nó sẽ bằng N khi định thức của A khác không. Hay nói khác là A là một cái ma trận không suy biến. Cái này rõ ràng thôi, vì theo đúng cái định nghĩa hạng của ma trận, nếu bản thân cái A là một ma trận vuông và có cấp N mà bản thân nó có định thức khác không luôn. Như vậy cái ma trận con có cấp cao nhất và có định thức khác không của A chính là A, cho nên hạng của A nó sẽ là bằng N. Còn cái tính chất tiếp theo đó là hạng của A và hạng của A AT là bằng nhau. Thì cái này các em lưu ý rằng là do những cái định thức của cái ma trận vuông ấy, thì nó sẽ không thay đổi khi ta lấy chuyển vị. Cho nên là theo như thế thì hạng của ma trận A và hạng của ma trận chuyển vị nó cũng sẽ như nhau mà thôi. Cái nội dung thứ ba đó là các cái phương pháp để tìm hạng của một ma trận. Thế để tìm hạng của một ma trận thì chúng ta có những cái phương pháp sau đây. Phương pháp thứ nhất là chúng ta sẽ dùng ngay chính cái định nghĩa về hạng của ma trận. Đây ta sử dụng, trước hết ta chọn các cái định thức con của A có cấp là bằng min của MN đó, có nghĩa là bằng cái số dòng và cái số cột, cái ma trận con có cấp lớn nhất của cái ma trận A này. Đấy, đầu tiên ta tính cái ma trận đó trước. Và cái định thức của chúng khi ta tính ra đó, nếu nó tồn tại ít nhất một cái định thức con khác không thì ta kết luận hạng của A là bằng P ngay. Còn nếu tất cả các định thức con cấp P đều bằng không thì ta lại xét các định thức con cấp P trừ 1 rồi quay lại các cái bước ở đây. Đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta tính theo cái kiểu là từ cái định thức con mà có cấp lớn nhất cho đến nhỏ dần đúng không? Cho đến khi nào mà ta gặp được cái định thức con mà nó khác không đầu tiên. Đấy, thì ta kết luận hạng của ma trận chính là cấp của cái ma trận vuông tương ứng với cái định thức con đó. Tuy nhiên cái phương pháp này thì nó khá là rườm rà, cho nên người ta sẽ chọn cái phương pháp hai này này. Ta rất là thường hay dùng để ta đi tìm hạng của ma trận. Thế phương pháp hai nó nội dung nó như thế nào? Đó là người ta sẽ dùng các cái phép biến đổi sẽ cấp dòng và cột như sau. Nó có ba cái phép biến đổi sẽ cấp này, và các em lưu ý là thường hay dùng trong cái bài toán để tìm hạng ma trận, và cái phương pháp này nó khá là phổ biến. Ở đây đầu tiên người ta nhân một dòng hoặc một cột với một cái số lambda khác không. Cái thứ hai là đổi chỗ hai dòng hoặc hai cột cho nhau, cộng vào một dòng hoặc một cột khác bởi k lần dòng hoặc cột khác, để đưa ma trận đã cho về dạng ma trận bậc thang dòng hoặc ma trận bậc thang cột. Đây, cái này cái quan trọng nhất. Đấy.
Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng ba cái phép biến đổi sơ cấp ở điện bảng ở phía trên này, để ta đưa nó về một cái mặt trận bậc thang. Các em nhớ là bậc thang nha, dòng và cột. Thì khi đó số dòng và số cột tương ứng khác không của mặt trận bậc thang đó, nó chính là hạng của cái mặt trận cần tìm. Đấy. Như vậy nói chung là ta sẽ dùng các phép biến đổi sơ cấp để ta làm cho cái ma trận này nó gọn lại theo một nghĩa nào đó. Đấy. Và nó biến thành một cái ma trận nó có hình thù như một cái bậc thang. Cái bậc thang ở đây nó có hai dạng, đó là bậc thang dòng và bậc thang cột. Đấy. Và ta chỉ cần nhiệm vụ cuối cùng là chỉ cần đếm cái số dòng, số cột khác không tương ứng của cái ma trận bậc thang đó, thì các em sẽ tìm ra được hạng của ma trận. Thế để hiểu về ma trận bậc thang á, thì thầy giới thiệu cho các em một số các cái dạng bậc thang. Ví dụ như dạng bậc thang dòng có nghĩa là một cái ma trận nó có dạng như thế này. Đây ví dụ như đây là một cái ma trận cấp 2 4 5 cấp cấp 5 nhân 4, được chưa nào? Thì các em thấy rằng cái ma trận này nó có cái dạng như thế này. Đây, đây đầu tiên cái phần tử ở vị trí A dòng 1 cột 1 nó khác không. Đấy, sau xuống dưới đấy các em nhìn kỹ là phía dưới các cái đây đây phía dưới cái phần bậc thang này này là các phần tử phía dưới bậc thang này đều bằng không hết. Và tại những cái phần tử ngay chỗ cái bậc thang này này, đây ví dụ phần tử ngay chỗ cái bậc thang này thì nó đều là những phần tử khác không. Đấy, các em phải lưu ý chỗ đó, đây nó khác không nha. Thì nó sẽ tạo một cái bậc thang. Như vậy ta thấy này, một cái ma trận là bậc thang dòng là một cái ma trận mà những cái tính từ từ trên xuống dưới thì những cái phần tử không ở bên trái của cái dòng ở phía dưới này lúc nào nó cũng nhiều hơn cái số phần tử không ở cái dòng phía trên. Đấy, hoặc là nếu như nó đã bằng cái dòng không luôn rồi thì nó có thể là bằng nhau về số phần tử không. Đấy, tương tự như vậy, các em thấy rằng là ở cái ma trận bên cạnh này nó cũng vậy. Ở đây nó có cái bậc thang như thế này, đấy. Và rõ ràng ngay tại cái nút bậc thang này là nó khác không. Đấy, và ta lấy hết đây, những cái phần tử ngay chỗ nút bậc thang này khác không. Thế thì những cái phần tử ở dưới cái bậc thang này bằng không, và các em thấy rằng là tính từ phía trên xuống dưới thì cái số lượng phần tử không bên trái của cái dòng dưới là lúc nào nó cũng nhiều hơn cái số phần tử không ở dòng trên. Thì những cái ma trận bậc thang mà kiểu như này, này người ta gọi là những cái dạng bậc thang dòng. Ví dụ như cái ma trận mà khi đã được đưa về như thế này này, thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần đếm những cái số dòng nó khác không và tìm được hạng thôi. Ví dụ như cái ma trận này là nó có cái dòng đây đầu tiên là dòng khác không, dòng đây là dòng khác không, và dòng đây cũng là dòng khác không. Đấy, một cái dòng được gọi là khác không nếu như ít nhất một phần tử trong dòng là khác không. Còn những cái dòng như thế này này người ta gọi là những cái dòng không. Đấy. Thì ma trận này nó có 3 dòng khác không, như vậy hạng của nó bằng 3. Và tương tự như vậy, ví dụ như cái ma trận này thì ta thấy rằng là nó có cái dòng thứ nhất khác không, dòng thứ hai này cũng khác không, và chỉ có cái dòng thứ ba này là bằng không thôi. Như vậy cái hạng của cái ma trận này chính là bằng số dòng khác không này. Đây là bằng 2. Như vậy nói một cách nôm na về một cái ma trận bậc thang dòng, các em hiểu nôm na như thế này này, tính từ bên trái qua trừ những cái dòng bằng không thôi thì số phần tử không ở cái dòng dưới đó là luôn nhiều hơn số phần tử không ở dòng trên. Những cái dòng không thì luôn luôn được sắp phía dưới những dòng khác không. Nhưng các em để ý những cái ma trận mà nó có tuân theo cái quy định đó thì người ta gọi là ma trận bậc thang dòng. Ví dụ minh họa về cái ma trận bậc thang cột. Thế ma trận bậc thang cột là cái ma trận như thế này. Ví dụ như cái ma trận đầu tiên, các em thấy rằng là ma trận này đây, thầy sẽ vẽ cái bậc thang ra. Đây, nó có hình thù đây như thế này. Thì những cái phần tử mà phía trên bậc thang này bằng không, còn những cái nút ngay chỗ bậc thang mà phía dưới đây, đây những cái phần tử nút ngay chỗ cái góc bậc thang này thì nó phải điều khác không cả. Thực ra thì cái ma trận này nếu mà nói đúng ra thì nó chưa phải là ma trận bậc thang cột, vì cái cột này nó có số phần tử không bằng nhau mất không được. Đây. Thì cái ma trận này nó không phải là ma trận bậc thang cột. Hoặc là đáng lý ngay chỗ này nó bằng không này. Ví dụ ngay chỗ này nó bằng không này. Đấy, thì các em thấy rằng đấy, nếu như như thế này bằng không thì đây đích thị là một ma trận bậc thang cột. Đấy. Đó. Tính từ trên xuống dưới nha, thì những cái phần tử không mà ở cái cột bên phải này nó phải nhiều hơn so với cột bên trái. Lúc nào nó cũng nhiều hơn, trừ khi cái cột đó là cột bằng không thôi. Đấy, các em thấy là cái này đầu tiên á, là cái cột này nó có phần tử không phía trên bằng không. Sau qua cột thứ hai nó có số phần tử không ở phía trên là thứ hai phần tử không lần. Qua cột thứ ba số phần tử không là 3. Được chưa nào? Đấy. Hoặc là cái ma trận bên cạnh này cũng vậy. Cái ma trận bên cạnh chỗ này con số 4 này chính là con không đây. Đấy, thì các em thấy rằng là nó có trạng thái như một cái gì? Cái ma trận này thì thực tế thì nó không phải là ma trận bậc thang cột các em, vì
vì vì hai cái cột này nó có số phân tử không bằng nhau mất. Đây, nó phải nhiều hơn. Đấy. Ví dụ như chỗ này là không này. Đấy, chỗ này là không này. Đó, rồi cái chỗ này cũng không không luôn này. Đấy. Thì nó mới trở thành ma trận bậc thang cột, và cái bậc thang nó như này. Đây, bậc thang như này. Em thấy rằng là đây nó như thế này đây. Thì tính từ bên trên xuống, tính từ bên trên xuống thì cái số phân tử không ở cột bên phải này này lúc nào nó cũng phải nhiều hơn số phân tử không ở cái cột bên trái đó. Và còn những cái cột bằng không thì được sắp ở bên phải những cái cột khác không. Đấy. Như vậy các em thấy rằng là ngay chỗ các cái nấc bậc thang này này là những cái phân tử nó phải đều đều khác không cả. Đấy. Ta có thể lấy ngay một cái ví dụ về tìm hạng của ma trận A như sau. Tìm hạng của một ma trận A, ở đây là một ma trận cấp 3 nhân 4. Đấy, để cho nó đơn giản thì thầy sẽ lấy ngay một cái ví dụ và chúng ta tính toán đi này nha. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là ta sẽ đưa cái ma trận này về một cái dạng bậc thang dòng. Như vậy về nguyên tắc thì chúng ta phải làm sao cho cái số phân tử không ở cái cột bên trái này này. Đấy, lúc nào nó cũng phải nhiều nhất có thể. Đấy, và tính đi qua bên phải thì nó giảm dần. Như vậy đầu tiên cái phần tử 1 này nó bằng 0 này. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải khử ngay cái con 2 với con 3 này. Ta làm sao cho con 2 này nó sẽ biến thành con 0 và con 3 này sẽ cũng phải biến thành con 0. Đấy, con 1 này thì tự động nó không thể biến thành con 0 được theo qua ba cái phép biến đổi sơ cấp. Như vậy đầu tiên để biến con 2 này thành con 0 á thì ta lấy cái dòng 1 này ta sẽ nhân cho gì? Các em sẽ nhân thêm cho -2. Đấy. Rồi các em cộng nó xuống cái dòng 2 này là tự động nó sẽ làm cho con số 2 này sẽ biến thành con số 0. Và tương tự như vậy, để khử cho con số 3 này, ta lại lấy cái dòng 1 này, ta làm nhân cho gì? Ta nhân cho 3, trừ 3. Rồi ta nhân qua đây, ta cộng xuống thì cái phần tử 3 này nó sẽ biến thành con số 0 ngay. Đúng chưa nè? Như vậy các em thấy rằng là gì? Đây, đầu tiên, ta nhân trừ 2 vào cái dòng 1, ta cộng xuống dòng 2. Đây, rồi ta bỏ vào luôn cái dòng 2, có nghĩa là dòng 2 là dòng sẽ bị thay thế bởi cái tác động này. Rồi cái dòng 3 thì con 3 này nó sẽ biến thành con 0 vì ta lấy cái trừ 1 của ta nhân 3 này, ta cộng vào cái dòng 3 này và ta bỏ ngay vào trong dòng 3 đó. Như vậy cái dòng 3 sẽ là cái dòng mà sẽ bị thay thế. Còn dòng 1 là cái dòng lấy tác động cho nên nó để nguyên. Như vậy các em thấy này, nếu ta nhân trừ 2 vào đây, đầu tiên ta nhân trừ 2 nhé. Ta nhân trừ 2 nha. Rồi bây giờ ta nhân trừ 2, ta nhân vô ta cộng xuống thì ra cái gì? Trừ 2 nhân 1 là trừ 2 cộng 2 là bằng 0 này. Rồi, như vậy nó ra 0 này. Như vậy trừ 2 nhân cho 1 là trừ 2 cộng 0 là bằng trừ 2 này. Rồi gì nữa? Trừ 2 nhân 2 là trừ 4, cộng 1 là thành trừ 3 này. Rồi trừ 2 nhân cho trừ 3 là trừ 6, trừ cho 4 là trừ 10 này. Rồi, như vậy là cái dòng thứ hai nó sẽ biến thành cái dòng này. Đấy, biến thành dòng này. Tương tự như vậy ta sẽ nhân cho trừ 3 để ta cộng xuống dòng 3. Như vậy là nhân cho trừ 3 là trừ 3 cộng xuống đây là nó ra 0 này. Trừ 3 cộng 1 là còn trừ 2 này. Cái này thành trừ 6, cộng 3 là thành trừ 3 này. Là trừ 9, trừ 1 nữa là trừ 10 này. Đấy, như vậy ta sẽ được một cái ma trận mới được tạo từ một cái ma trận cũ qua các phép hai cái phép biến đổi sơ cấp này. Tiếp theo ta thấy rằng là so với hai cái dòng 2 và dòng 3 đấy thì số phần tử không của hai cái này nó lại tiếp tục bằng nhau. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho cái số phần tử không ở cái dòng 3 này ở bên trái này, nó phải nhiều hơn so với phần tử không ở cái dòng 2. Như vậy buộc ta phải làm cho cái con trừ 2 này phải biến mất đi. Thế biến mất đi bằng cách là lấy cái dòng 1 tác động vào dòng 3 hay là lấy dòng 2 tác động vào dòng 3. Các em để ý nè, ở đây ta không thể lấy dòng 1 mà tác động vào dòng 3 này được. Vì nếu ta muốn tác động vào dòng 3 biến con trừ 2 này thành 0 á, thì buộc ta phải nhân cái dòng 1 này bằng 2 lần. Mà nhân dòng 1 bằng 2 á, nhân dòng 1 bằng 2. Đấy, ví dụ ta nhân dòng 1 vô bằng 2. Rồi các em cộng xuống thì con 0 này nó sẽ biến thành con 2 mất. Như vậy cái số phần tử 0 ở dưới này nè, nó sẽ không còn bằng 0 nữa mà nó sẽ biến thành con 2 khác không mất, không được. Đúng chưa nè? Đấy, như vậy chỉ còn một cách thôi, đó là ta lấy cái dòng 2 này nè, ta sẽ tác động vào dòng 3 bằng cách là nhân cái dòng 2 này cho một lượng là trừ 1. Đấy, ta nhân vào dòng 2. Thế các em thấy rằng là khi ta nhân một cái lượng trừ 1 vào dòng 2 thì số phần tử 0 ở dòng 3 này vẫn giữ nguyên. Đấy, nhưng mà trong khi đó cái trừ 2 này nhân cho trừ 1 là bằng 2 cộng 1 thì cái này nó sẽ biến thành 0 ngay. Và nó sẽ làm cho cái số phần tử 0 ở cái dòng dưới này này bắt đầu tăng lên từ một con 0 giờ nó tăng thành hai con 0, nó nhiều hơn so với dòng 2. Đúng chưa? Đấy, như vậy thì ta sẽ dùng phép biến đổi sơ cấp tiếp theo là trừ dòng 2 cộng dòng 3 bỏ với dòng 3 thì toàn bộ cái dòng 3 này sẽ biến thành không hết. Như vậy tới đây ta quan sát ta thấy cái ma trận này nó đã thực sự trở thành một cái ma trận bậc thang
và những cái phần tử ngay chỗ cái nắp bậc thang này lúc nào cũng là những phần tử khác không. Đấy, các em đi. Như vậy từ đây ta suy ra được rằng là cái mặt trận này nó có hai ký dòng khác không, do đó hạn của mặt trận A là bằng gì ha? Được chưa nào? Ta có thể sử dụng các phép biến đổi sơ cấp theo cột, có nghĩa là cái mặt trận này bây giờ ta không dùng phép biến đổi sơ cấp dòng mà ta dùng phép biến đổi sơ cấp cột thì nó ra cái gì? Đây, bây giờ các em có thể là thấy rằng là cái mặt trận A lúc đầu nó như thế này nhá. Bây giờ ta sẽ làm cho cái số phần tử không ở trên cái dòng đầu tiên này nó nhiều nhất. Hay nói cách khác là ký tính từ bên bên trái qua thì số phần tử không mà ở trên xuống cái này. Đấy, nó ở cái cột bên phải thì nó cũng phải nhiều hơn. Cho nên mục tiêu chúng ta là phải làm cho con không con 1 này sẽ biến thành con 0, con 2 này biến thành con 0 và con 3 này biến thành con 0. Như vậy ta lấy con 1 người ta khử cho các điều đó, để làm được thì ta phải buộc cái nhân cái cột số 1 này một lượng là -1 ta cộng vào cột 2. Hoặc là ta nhân cái cột 1 này một lượng là -2 ta cộng vào cột 3. Và ta nhân cái cột 1 này một lượng là -3 ta cộng vào cột 4. Đấy, thì cái những cái phần tử này sẽ biến thành 0 hết. Đấy. Như vậy ta dùng các phép biến đổi sơ cấp cột, ta sẽ làm như sau. Đầu tiên ta lấy cột 1 ta nhân cho -1. Ta cộng vào cột 2. Đấy, các em nhân vào đây cho -1 nhé. Rồi, nhân -1 cộng vào đây là nó sẽ biến thành 0 nè. Đấy. Rồi, tiếp ta nhân cho -1 là -2 cộng vô 0 là thành -2 nè. Nhân cho -1 là thành -3 cộng 1 là thành -2 nè. Đúng chưa? Rồi, bây giờ ta muốn con A này thành 0 thì ta nhân vô đây một lượng là gì? -2. -2 thì ta cộng vô đây là thành 0 nè. Nhân vô đây -2 là -4, cộng vô đây là còn -3 nè. Nhân qua đây là thành -6 cộng vô với 3 là thành -3 nè. Đấy. Tương tự ta nhân tiếp vô trong cái cột số 1 này một lượng là bằng 3. Một lượng bằng 3 ta cộng vào cái cột 4 này thì nhân qua đây là -3 cộng 3 là 0. Rồi đây là -6, -6 -4 là thành -10. Cái này nhân qua đây là -9 -1 là thành -10. Đấy, như vậy là ta sẽ đã làm cho cái phần tử không ở cái dòng đầu tiên này nó nhiều nhất có thể. Đúng chưa? Rồi thế thì bây giờ ta lại so giữa ba cái cột đằng sau này. Rõ ràng cái cột bên phải, ba cột bên phải này nó có số phần tử không ở trên này nhiều hơn so với cột đầu tiên rồi. Bây giờ so với ba cái cột còn lại thì ba cái cột này số phần tử không nó như nhau. Cho nên bây giờ ta sẽ lấy cái con -2 này này, ta sẽ khử cho những cái con -3 với con -10 này tiếp theo. Đấy. Như vậy để khử cho cái con -3 này thì ta lấy cái cột số 2 này này, ta nhân cho một lượng là -3, rồi ta cộng vô cho hai lần cái cột số 2 này. Rồi cái này ta muốn khử cho con -10 thì ta lấy cái cột số 2 này ta nhân một lượng là gì? -5 ta cộng vào cột 3. Đấy, thế các em thấy này. Bây giờ nếu ta nhân vào đây một cái lượng là gì? Nhân vào đây chứ, nhân cái cột 2 này một cái lượng là gì? -3. Đúng không? Rồi các em cộng vào cái cột này mà nhân 2 lên. Đấy, nhân 2 lên. Thế các em thấy rằng là -3 mà nhân với -2 là thành là 6 này. Là 6 này. 6 mà trừ cho cái này là 6 nữa là 0 này. Đấy. Và tương tự như vậy nhân vô cái này nó cũng thành 0 chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ ta không nhân -3 nữa mà ta sẽ nhân vào đây một cái lượng là -5. Đấy, ta nhân vào đây là -5. Ta nhân vào -5 để ta cộng vào cột 3 này này thì các em thấy nhân vào -5 thì cái này nó thành 10, cộng cho -10 là nó bằng 0 này. Đấy, rồi nhân cho đây là nó cũng bằng 0 này. Đấy. Như vậy sau khi mà dùng phép biến đổi sơ cấp cột, lấy cái cột 2 này tác động vào cột 3 và cột 4 thì ma trận ở trên này sẽ biến thành ma trận như này. Đấy. Và thứ đây thì các em quan sát rằng là thì ra là nó đã có dạng bậc thang như một cái bậc thang cột. Tính từ bên tính từ ở trên xuống thì những cái số phần tử không ở cột bên phải này nó nhiều hơn số phần tử không ở cột bên trái. Các em thấy rằng là cái cột này thì nó không có phần tử không nào, nhưng mà qua cột thứ hai thì nó có một số 0. Qua cột thứ ba và cột thứ tư nó toàn là cột không cả. Như vậy ta thấy rằng là thì ra là cái ma trận này nó có hai cái cột khác không, và vì vậy suy ra được hạn của nó bằng 2. Như vậy qua hai cái cách biến đổi ma trận bậc thang dòng và ma trận bậc thang cột, ta thấy hạn của ma trận này nó luôn luôn gì không, không bị thay đổi khi ta dùng phép biến đổi dòng hay phép biến đổi cột. Hoặc là cũng có ma trận bậc thang đó, ta sẽ dùng cái kết hợp cả hai cái phép biến đổi sơ cấp vừa dòng vừa cột trên đó luôn để tìm hạn của ma trận A cho nó nhanh. Chẳng hạn như xét cái ma trận A sau đây. Đấy, bây giờ ta sẽ đi tìm hạn của nó. Nhưng mà thông thường để đi tìm hạn của nó
Rồi nếu mà ta dùng phép biến đổi sẽ cấp dần, người ta phải lấy con 1 này là ta khử cho cái con 2 với con 2 này. Trong khi đó là cái cột số 2 này ta phát hiện à thì cái cột số 2 này nó có hai cái phần tử không này rồi. Đấy, cho nên để cho nó tiện thì ta lại chỉ cần đổi hai cái cột này cho nhau thôi. Khoảng mắc công phải làm gì? Khoảng mắc công phải đi khử hai con 2 này. Đúng chưa nè? Đấy. Cho nên là về mặt ý tưởng đầu tiên à ta sẽ dùng ngay cái phép biến đổi sẽ cấp cột. Ta dùng hai cái cột mà ta đổi cho nhau. Đấy, khi các em đổi lại thì cái ma trận này nó sẽ biến thành ma trận mới và ta không cần phải khử nữa vì tự động hai con số 0 nó đã có mặt ngay cái góc dưới bên phải bên trái này rồi. Đấy, thế thì bây giờ ta lại lấy con 2 này, ta khử con 2 này để cho làm cái số phần tử không ở bên trái của dòng số 3 này nó tăng lên nhiều hơn so với dòng 2. Như vậy ta sẽ lấy cái dòng 2 này ta nhân một lượng gì? À, các em nhân cho một lượng là trừ 1 rồi các em cộng xuống cái dòng 2 này. Thế nhân một lượng cộng xuống dòng 2 thì cái này nó sẽ biến thành không này. Đấy, trừ 1 thì cái con này nó sẽ biến thành con 2 này. Đấy, và cái con này nó sẽ biến thành con gì? Con 5 này. Đúng chưa? Đấy, và tự động thì ta sẽ có ngay một cái bậc thang. Đấy, một cái bậc thang. Đúng chưa? Đấy, nó sẽ biến thành cái bậc thang. Như vậy là à, trong cái ma trận này ta dùng kết hợp cả biến đổi cột và biến đổi dòng hỗn hợp chứ không nhất thiết lúc nào phải dòng không và cột không. Thế thì trong khi mà đưa nó về tới ma trận bậc thang rồi thì ta sẽ đếm à đây là một cái ma trận mà nó có tới ba cái dòng khác không lận, cho nên là gì, hạng của ma trận này là bằng 3. Đấy, như vậy tóm lại để tìm hạng của một ma trận chúng ta hoàn toàn có thể là dùng vừa phép biến đổi sẽ cấp dòng mà vừa phép biến đổi sẽ cấp cột chứ không nhất thiết phải làm dòng không và cột không. Đấy, cho nè. Một ví dụ khác à, trong có vẻ nó có tính áp dụng à, thêm có cái phần tham số vào đó nữa, ví dụ như tìm hạng của một cái ma trận A à, nhưng mà cái ma trận A này thì nó lại phụ thuộc vào một cái tham số M. Các em nhìn vô đây, đây một cái ma trận có 3 dòng và 4 cột, đúng chưa? Thế tìm hạng thì ta cũng vẫn làm như thế, mục tiêu chúng ta là phải đưa về bậc thang. Thế để cho nó tiện, trong cái này nó có tới 4 cột lận cho nên ta sẽ chọn cái phương pháp biến đổi sẽ cấp dòng cho nó tiện, cho nó biến đổi cho nó nhanh vì cái số dòng nó ít hơn số cột. Như vậy về mặt nguyên tắc đầu tiên ta lấy con 1 này ta khử cho con 2 và ta lấy con 1 này ta khử cho con 1. Đấy, như vậy à, ta dùng ngay hai cái phép biến đổi sẽ cấp dòng, đầu tiên là lấy dòng 1 nhân trừ 2 cộng dòng 2 và trừ dòng 1 cộng vào dòng 3. Đấy. Thế khi nhân vào cộng thì các em thấy rằng là hai cái con này nó sẽ biến thành không. Đúng chưa nè? Đây, giờ ta lại nhìn vào đây ta thấy rằng à ta nhân vào đây cho một lượng là trừ 2 thì chỗ này nó thành trừ 2m mà cộng xuống trừ 1 nó thành là trừ 2m trừ 1 nè. Được chưa? Đấy, rồi nhân vô đây trừ 2 á, trừ 2 thì nó ra là gì, là 2 cộng với m này. Đấy, trừ 2 là trừ 4 cộng 5 là còn lại 1 này. Rồi lấy cái dòng 1 này nhân trừ 1 cộng xuống dòng 3 thì cái này là thành 0 này. Nhưng mà đây là trừ m cộng 10 này. Đấy, cái đây là thành là 1, trừ 6 là thành trừ 5 này. Cái này là thành trừ 2 cộng 1 là thành trừ 1 này. Đấy. Nhưng mà cái này nó chưa là bậc. Còn 10 trừ m thì ta phải nhân thêm bớt một cái lượng nó khá là phức tạp, và trong khi đó là cái m này chưa biết nó như thế nào, cho nên là nếu ta lấy con trừ 2 ta trừ trừ 2m trừ 1 mà ta khử cho con 10 trừ m này thì phải sát khá nhiều trường hợp. Trong khi đó nếu các em nhìn kỹ vào cái cột thứ ba này, này cột thứ tư này, các em thấy này, chỗ này nó có con 1 và chỗ này có con trừ 1. Như vậy thay vì ta lấy 2 trừ 2 trừ m trừ 2m trừ 1 người ta khử cho 10 trừ m thì thôi thì ta lấy con 1 người ta khử cho con trừ 1 này đi. Đấy. Rồi để cho nó tiện thì ta lại đổi cái cột này ra đằng trước, có nghĩa là ta lại đổi cái cột này ra phía đây. Đấy, ta đổi hai cái cột này cho nhau rồi ta lấy con 1 này ta khử cho con trừ 1 này cho nó tiện thì việc tính toán nó sẽ gọn nhẹ hơn, đúng chưa nè? À, như vậy là đầu tiên là ta lấy con 1 ta khử cho con trừ 1 nha, là bằng cách ta lấy cái dòng 3 này ta cộng vào dòng 2 thì các em thấy là khi ta cộng vào thì cái này nó sẽ thành gì, nó thành là 9 trừ 3m. Rồi cái này cộng với cái này nó thành là m trừ 3 và cái 1 mà cộng trừ 1 nó bằng 0. Rồi bây giờ ta mới đẩy cái cột số 3 này nè ra cái cột à, số 2, à cột số 4 nhé. Ra cái cột số 2. Đấy giờ ta đẩy ra. Đấy, đẩy ra. Thế thì nó sẽ giúp chúng ta thấy à thì ra sau khi đẩy ra thì nó sẽ ra một cái bậc thang.
đúng chứ à, bậc thang. Và ngay chỗ cái nắp bậc thang này là khá không này, nay nắp bậc thang là khá không này, nhưng mà ngay chỗ cái nắp bậc thang dưới này nó có khá không hay không thì chưa biết, vì nó phụ thuộc vào M, cho nên tới đây buộc chúng ta phải biện luận. Như vậy ta biện luận, nếu như cái M trừ 3 này bằng 0, nghĩa là M bằng 3, mà M mà bằng 3 thì 9 trừ 3 M này nó cũng bằng 0 luôn, đúng chưa? Như vậy làm cho cái dòng này toàn bộ bằng 0 hết. Mà cái dòng này toàn bộ bằng 0 thì cái mặt trận cuối này nó chỉ có hai dòng khác không thôi. Do đó ta suy ra được hạng của A bằng 2. Thế còn nếu mà M khác 3 thì ngay chỗ này nó thành con số khác không. Con số khác không thì cái mặt trận này nó có tới 3 dòng khác không lận. Do đó hạng của nó bằng 3. Đấy. Thì nói chung là đối với những cái việc mà tìm hạng ma trận mà có cái tham số M thì các em phải khéo léo kết hợp một cách hài hòa giữa các phép biến đổi sơ cấp dòng và phép biến đổi sơ cấp cột, để cho nó giúp cho chúng ta là chuyển về những cái ma trận bậc thang một cách nhanh chóng mà không gặp vướng hay là phải xét nhiều trường hợp trong cái việc lấy cái phần tử có chứa tham số đi khử cho một cái phần tử khác có chứa tham số, đúng chưa nè. Đấy. Thế thì về hạng của ma trận thì nó có còn rất nhiều dạng bài tập khác các em xem trong phần bài tập. Thì nội dung của phần hạng ma trận đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau.